Trước khi tập IBM thì mình có thử qua rất là nhiều lớp, những cái lớp thuộc cái nhóm Group X á. Nhưng mà sau đó thì chắc là trái tim này dành trọn hết cho IBM mất rồi. Có một điều khá là bất ngờ là chỉ nhờ IBM và dĩ nhiên là một chế độ ăn rất là tinh gọn thì trong 2 tuần mình đã xuống được khoảng 10 cân. Đó là một điều rất là bất ngờ bởi vì từ trước đến giờ mình chưa bao giờ giảm được một số cân trong một thời gian ngắn như vậy. Nhưng cái sức khỏe của mình nó vẫn không bị thay đổi, mình vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Mình lại cảm thấy là mình lại có nhiều năng lượng hơn. Những ngày mà không đi tập IBM vì một lý do bận rộn nào đó thì thực ra cơ thể lại bắt đầu cảm thấy rất là khó chịu. Và chỉ có giải cứu nó được bằng cách là vào lớp IBM và đẩy nhịp tim lên. Mình yêu cái cảm giác được mệt mỏi, được vắt hết sức lực của mình vào trong 40 phút tập và nhận lại được cái sự thoải mái, nhận lại được cái sự thư thái sau khi tập. Từ trước đó mình có một cái vấn đề với tim mạch thì IBM là một cái môn để giúp cho mình luyện tập lại trái tim của mình để mà nó khỏe hơn, nó tốt hơn và cả về phần xương khớp, về phần lưng của mình nữa cũng đã được cải thiện rất là nhiều. Cái việc nghiện IBM này nó làm cho mình thành một thói quen rằng là cơ thể mình phải hoạt động, mình phải tập thể dục mỗi ngày. Về tinh thần nữa, nó làm cho mình lúc nào cũng thấy phấn chấn, lúc nào cũng thấy refresh. Mình cũng không nghĩ rằng là mình sẽ thoát nghiện sớm đâu, mình sẽ không nghĩ là mình cai nghiện sớm đâu, mình sẽ còn gắn bó với IBM dài dài. Và rõ ràng là instructor đã cho mình rất là nhiều cái cảm hứng và mình nghĩ rằng là đây cũng sẽ là cái nhiệm vụ của mình để mà truyền lại cái cảm hứng đó cho những người bạn khác để họ cùng đi tập với mình, để tụi mình cùng đẹp.